Xin chào các bạn đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Lutu Wang 2608, một dòng xe đạp thuần leo núi dành cho các bác mà đang tìm kiếm một chiếc xe đạp địa hình để đi những con đường núi để thể thao và rèn luyện sức khỏe. Thì đây nó là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Xe thì có cái cấu hình nó rất là cao, cấu hình Shimano DOZ, đề sau Shimano DOZ, giảm sóc hơi, bánh 26 khung nhôm. Và cái mức giá đang bán chỉ có là 7.900.000. Thì cái mức giá này nó rất là rẻ so với một cái option xe mà cấu hình nó rất là cao như thế này. Đùi là một đĩa, đùi thời thượng, rồi rất là thời thượng, một đĩa, trục rỗng và nhíp 9 tầng khung nhôm. Thiết kế cực kỳ đẹp, các bác nhìn trên video toàn bộ khung nhôm. Lutu Wang 2608. Còn thể xe thì còn tương đối là đẹp, chỉ có là qua quá trình sử dụng và cộng với việc là nhập khẩu ở nước ngoài về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn nhìn về tổng thể thì chiếc xe là còn giữ cái độ mới đẹp cũng tương đối là tốt. Sử dụng đề sau DOZ. Thì các bác chơi xe thì cũng có thể đánh giá được bộ DOZ này. Nó cũng thuộc phần phân khúc cao cấp của dòng Shimano về địa hình này. Nhíp 9 tầng, Mayer bi vòng cuối lỗ của Lovatec. Của Phúc Dích, Mayer của Phúc Dích, bi vòng cuối lỗ. Bánh Mayer nguyên cặp. Bánh 26 inch, dạng lốp to. Đĩa trục rỗng này và một đĩa. Thì những cái dòng địa hình nó sẽ họ sẽ đi hiện đại. Hiện tại thì người chơi xe người ta sẽ tối giản đi cái phần đĩa đẹp, chỉ sử dụng cái loại inch nhỏ nhưng mà nó có thể phù hợp được cho tất cả những cái tầng trên kia, phù hợp hết rồi. Người ta sẽ tối giản đi và nhìn cái chiếc xe nó sẽ đẹp lên rất là nhiều, nó giống một chiếc xe đạp leo núi. Tay bấm xạ trên là Shimano Alivio và bộ phanh dầu của Shimano. Giảm sóc hơi đến thương hiệu Evicon của SR Suntour. Dẫn cho vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Chào các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 đi phù hợp. Đậu chuyến càng lít. Các bạn nhìn cho mình cực kỳ mượt mà. Đủ điều gì. Cối lỗ đi vòng. Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá là 7.900.000. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ở nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.